Hot Girl Hà Thành khẳng định không muốn cãi nhau với Mạc Hồng Quân trên báo chí, nhắn nhủ với tiền đạo Việt Kiều rằng cô vẫn sẵn sàng xét nghiệm ADN bất cứ lúc nào. Sau khi việc Lee Kute mang bầu 3 tháng bị phát hiện và được chính những người trong cuộc xác nhận, cô gái Hà Thành viết những dòng status với thông điệp muốn được sống bình yên cho đến ngày sinh con. Chuyện xảy ra, mẹ con tôi là người thiệt thòi và áp lực hơn ai hết. Còn anh nghĩ sao thì nghĩ, tôi không trách hận ai hết. Chỉ xin mọi người cho tôi sống bình yên đến ngày cháu nó ra đời. Đừng chửi nhau qua lại nữa. Cảm ơn những người thân của tôi thực sự cảm ơn tất cả. Bên cạnh đó, Hot Girl Hà Thành cũng tiết lộ mọi việc đang khiến cô cảm thấy không thể bình tĩnh và minh mẫn được nữa. Ít phút sau khi chia sẻ tâm thư, Khánh Ly đã đóng trang Facebook cá nhân. Cô cũng tắt điện thoại để có thời gian tĩnh tâm hơn. Đến tận ngày hôm nay, chúng tôi mới liên lạc được với Hot Girl Hà Thành. Khánh Ly cho biết cô hiện đang tĩnh tu tại ngôi chùa ở Vĩnh Phúc để tĩnh tâm hơn và không muốn bị kéo vào những tranh cãi trên mạng xã hội cũng như báo chí. Lúc này, tôi chỉ nghĩ cho con trai của mình. Tôi không muốn con tôi chưa ra đời đã phải chứng kiến bố mẹ cãi nhau trên báo chí. Ai đúng, ai sai cũng chẳng được gì, mà chỉ bêu mặt cho thiên hạ đàm tiếu. Mọi người mắng chửi gì tôi xin nhận hết. Tôi chỉ muốn tĩnh tâm, không nghe bất cứ điều gì cả, cho đến ngày con tôi ra đời. Khi được phóng viên hỏi về những nghi ngờ về đứa con trong bụng không phải của Mạc Hồng Quân, Khánh Ly lặng đi một lúc rồi mới trả lời. Tôi không bắt ai phải chịu trách nhiệm cả. Còn anh Quân thì bất cứ lúc nào anh ấy muốn tôi cũng sẵn sàng đi xét nghiệm ADN. Ngay bây giờ cũng được. Đến khi nào con tôi sinh ra là của ai thì mọi người cũng biết cả thôi. Khánh Ly và Mạc Hồng Quân yêu nhau được quãng thời gian khoảng 7 tháng. Cặp đôi từng khiến rất nhiều người ngưỡng mộ khi công khai thổ lộ tình cảm với những cử chỉ âu yếm thân mật trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, cách đây khoảng nửa tháng, cả hai đã đường ai nấy đi vì những mâu thuẫn không thể giải quyết.